Hello. Xin chào các bạn. Nay ta giải Rubik God. Cục rất là khó không? Vấn đề nằm chỗ lúc đầu lật lên coi á thì nhớ. Tới khi làm nhưng quên. Nó không nhớ gì trơn. Thí dụ mình làm góc này hoặc góc dưới này, tại góc bự á. Góc bự những cái viên nó bố trí tốt hơn những cái góc khác, ví dụ những góc này nó không có đẹp. Không. Mình bố trí cái này. À, hoặc là dưới này đấy. À. Mà vấn đề là gì? Vấn đề rất là khó chịu. Ở đây nó cũng có hai góc mà không? Đó, hai góc này nó cũng có những viên tam giác. Hai viên tam giác không? Viên bự, viên nhỏ đồ nó rất là khó chịu nè. Ừ. Dưới đây cũng vậy. Ở đây nó có cái viên bị hở hở nè. Phải để ý rất là kỹ, không? Rồi nhìn rất là kỹ trước khi rainbow. Thì chơi thì toàn bộ là 3 x 3, không có gì, nó chỉ có cái tâm nó lệch giống như là một số cục khác thôi, tâm lệch vậy thôi, tâm giữa tầng 2 đó mình phải chích chỉnh qua, mình đi quay mình có cái clip God hay hút gì đó nhím á thì nó cũng vậy, nói chung là không có gì đặc biệt hết, nhưng mà có điều là nó khó nhìn, không? Khó nhìn viên, khó nhìn cạnh, rất là khó chịu các bạn. À, nhìn rất là kỹ ha, cái viên tam giác này nè, những cái viên này nè. Đó. Nó có những cái viên bự. Ở bên đây nó cũng có viên bự. Đó. Viên này nó dẹp hơn chút xíu. Viên này thì mập hơn chút xíu, dày hơn chút xíu ha. Rồi những viên tam giác này nè, nó rất là khó vô. Mà khi nó vô rồi đó, viên bự, viên mập nè. Ở đây viên dài hơn nè, không? Mà khi nó vô rồi đó mình cũng chưa chắc nữa, mình phải lấy cái tay mình rờ gì rất là mịn ở cái tầng này á. Thì sau này nó không có lộn viên lên xuống, rờ gì này, nó bằng hết mới được. Khó chịu lắm. Rồi đây sơ lược vậy thì hên xui không, làm rất là hên xui, có khi các bạn làm 3 4 lần nó cũng không có vô nữa không, nhìn rất là kỹ không. Cái viên tam giác nhỏ này nó cũng nằm đây nè, những cái cạnh, những viên cạnh này nè không, mình lựa lựa cái thế này mình nhìn nhìn có cái viên cạnh nhỏ xíu đây nằm đây, rồi cái viên cạnh này nằm đây đó, viên góc này nằm đây, viên góc nó up lên, viên cạnh ập xuống, ví dụ vậy. Đây, hóa ra rainbow. Nói chung mình cũng làm đại đi ha. À, trước khi làm nhớ là nhìn không, rất là kỹ ha. Mình cũng phải nhìn được kỹ lắm. Cái viên này nó dày nè không? Những viên này nó dày nè. Ở trên đây. Đó, nhìn rất là kỹ. Viên góc này nè, nó dày dày hơn chút xíu. Còn dưới đây góc này á, nó cũng mỏng mỏng hơn chút xíu thôi à. Đó. Rồi xuống thử rồi kỹ, nó bự nó mập hơn chút, ở này nó ngắn hơn chút xíu. Rồi. Thì khi các bạn đem bồ á, để về đem bồ bình thường ha. Chú ý chút xíu. Nó rất là khó chịu ha. Thấy chút xíu là mình làm không được á. Mình phải quay nhiều clip á. Góc nào quên tiêu rồi đó không? Không sao, ăn thua mình kiểm tra các bạn, mình kiểm tra rất là kỹ, nó không như cục Rubik khác, nó kỳ lắm. Nhiều clip giải trên mạng Việt Nam mình có clip của chú Hùng giải, clip của mình nếu mình đăng được là clip của mình thôi, còn mấy clip khác thì các bạn giải rất là kỳ, không phải rất là kỳ mà các bạn giải nhanh quá hoặc là bạn giải ánh sáng nó không đủ á, nhiều khi nhìn viên nó không được, gây cho người chơi nó người ta coi cũng rất là mệt. À, rồi nói quan điểm của mình nghe, có gì thông cảm xin lỗi nha. Rồi bây giờ cái tâm này không, tâm này tâm trên này, tâm này tâm dưới này, à, tâm trên không, bây giờ mình đưa những cái viên vô, ở đây là cái viên tam giác nè, ở đây là cái viên xéo nè, ở đây là cái viên dài nè, ở đây là cái viên hơi xéo xéo nè. Đó. Bởi vì nó có một cái viên nhỏ đây. Đưa lên được không? Ok, thấy được nè ha. Thấy thì được đó. Nhưng mà hồi chút xíu không có được thì không nữa chứ. Kỳ cục lắm mày. Đây, đây ở đây có con viên hình vuông. Mình nhớ vậy thôi. Lúc mình trước mình khi chơi nhớ rất là kỹ nghe.
Rubik này không phải là Rubik mà mình có thể làm ào ào được. Không được này, thử chở đầu coi được không? Gì này nè không? Chở đầu. À, mình nói với các bạn nhiều khi làm deep á, làm chậm chậm một chút, không có nhìn kịp đâu. Ngồi ở ngoài mà làm nhanh còn nhìn không kịp mà. Làm nhanh quá, người ta không có nhìn kịp. Đây, không? Rồi nói đến của mình nghe chứ không phải nhiều khi giờ tiếng Việt mình nó kỳ cục lắm, nhiều khi nói lỡ lời nhiều khi kẹt không thấy không thấy nó rờ rờ thấy được nữa ha. Các bạn giải cái tầng tầng nắp ok chuẩn hết toàn bộ tầng nắp là mọi chuyện là xong rồi đó, các viên không có lộn này nọ đó ok không. Bên đây là cái viên viên xíu xéo, viên viên cạnh xíu xéo, nó có một cái mảnh xíu xéo đây nè, nó biết phải không đưa tới không đưa lên không được nè, không biết được hay không thì đảo ha, sẽ đảo đầu, đảo đầu qua đây trái này về y như 3 x 3 thôi bạn, không có gì ha, không có gì nhưng mà có điều là nó khó chịu thôi. Thì này ok không, không được á thì nhiên khác từ từ chậm chậm nghe làm chậm là ok đó đây ha. Cái gì này nào không đưa xuống nè, trả này về, trả viên này về không, viên này đưa qua này không, đưa lên có được không, không được nè, chở đầu ha, đến đến đây mình chở đầu nữa. Rubik này ít dăng viên các bạn, nó không như God kêu dăng viên dữ lắm, đưa lên không, ok nè, đó, lúc nào phải rờ rờ gì nè, không, rờ rất là kỹ. Rồi một cái viên hai mặt, có một viên hai mặt dài dài thì đây nó có 2 viên, mình cũng đem lên mình so rất là kỹ để có nên kìa không đừng có nên nhanh quá. Rồi. Mình nói về đây các bạn nhiều khi cố gắng làm clip nhiều nhiều, dù mình có làm clip á làm chậm chậm làm nhiều nhiều vô, dù ai làm cũng được, không phải có một cái kênh riêng mà làm, ở Việt Nam mình nó thiếu dữ lắm, càng nhiều clip tham khảo càng tốt mà. Cái viên này nó dày dày nè không, mình kiếm một cái viên dày dày, có thể viên này để bên này, cái chỗ này còn thấy cái tam giác không, mình để nó không, để dày thì chỗ này là bên trong, ở đây là góc 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 trong góc ngoài, cái khối vuông nó vậy nè, khối vuông nó lên không, cái vuông ngang dày thì chi này viên tam giác, này viên tam giác, còn này là viên góc ở ngoài, nó nằm ngoài, cái tay rờ rờ nghe nó bằng mới được nha, viên này không lấy xuống trả về nghe, lúc nào cũng trả về. Có thể là cái viên gì dày này như vậy hơn nó vô, mình kiếm viên gì dày á thì thường thường là bên đây là trên trên hồi nãy mình nói đó, ở trên nóc là viên gì dày thì ở dưới bên này là viên mỏng mỏng, 2 viên cùng giống giống nhau, hơi dày dày một chút tại cái thế bên đây nó bự hơn hay sao á, nó bự hơn, thử viên này không được nè, đưa qua đây không, đưa qua đẩy như 3 x 3 không, không được đưa qua luôn gì này không, không đưa mình thế viên khác các bạn nè, được rồi nè, đưa lên đấy. Rồi ở đây có 2 viên tam giác tìm mình nhìn không, ở đây 2 viên tam giác bự bự mập mập, mình thử cái viên tam giác dài này coi, thì thường thường nó đi một cặp, bên đây nếu 2 tam giác dài thì 2 tam giác dài, bên đây 2 tam giác bự thì 2 tam giác bự, thử tam giác bự này coi sao, bự dài này coi sao được không, 3 lần ha, nếu nó không vô là đúng rồi đó, 1 lần không được nè, 3 lần nó xoay theo 3 chiều cạnh đó các bạn, nếu mà không vô là đúng rồi đó, là viên khác qua luôn này không, nó này không mình nhiều khi cũng muốn tham khảo clip của Việt Nam mình để không được chuyện đó rồi đó, để mình có thể cải tiến phương pháp của mình, nhiều khi đã ít rồi mà nhiều khi coi không được luôn đó, nói thiệt đó nha, làm nhanh quá thì không
không được nè, như là viên mập mập đó, không phải ba lần. Không phải viên mập mập này, chọn lên luôn. Viên gì dài, viên gì dài đây, có thể viên này. Cứ thử ha. Có thể bạn thử rất là lâu luôn, nó không vô nữa. Vô nè, vô lên. Rồi bắt đầu nhìn. Hồi nãy mình phân tích á, cái viên nó ở đây á, nó có một cái tình hình đó là cái viên hai bên nó gần như nó giống giống nhau. Cái viên này mà nếu nó bự bự, nó mập mập á, thì bên đây bự bự mà mập. À, còn nếu mà viên trên nắp á, viên dài dài, trên đây dài dài. Đây không? Mình đưa qua đây. Mình coi cái viên bự bự nè. Còn lại viên này. Viên dài dài, có thể viên này nè. Không? Có thể thôi nghe. Có thể thôi chứ mình nhìn không có ra đâu. Một lần. Nhiều khi các bạn đẩy viên này lọt vô viên kia hay lắm. Hai lần cho qua luôn. Ba lần vô nè, vô nè, đưa lên. Đấy. Rồi, ok ha. Xong rồi các bạn lấy cái tay á, các bạn sờ. Các bạn rờ coi nó có bị cộm lên không, không biết cái này có cộm không nè. Đó, không? Bạn rờ rờ vòng vòng cái rờ này nè. Đó. Coi nó có cộm lên không. Nó gờ lên một chút xíu bự á, là ở trên nó chút xíu mà mình lật không có được. Đây. Chúng ta xây cái tâm lại. Xây tâm là rất là cực các bạn. Các bạn phải xây được một chỗ nào nó đúng vậy nè. Đó. Nó đúng một cái chỗ nào mà các bạn nhớ nó đúng. Bạn xây quanh đây. Xây quanh đây. Đó, nó đúng vậy nè. Tại vì cái khối nó như vậy, cái khối nó như vậy ha, thì trên đây cái tâm nó phải có một cái chỗ nào nó đúng, mình xây lên một chỗ nào nó đúng như này là bắt đầu mình mới xây những chỗ này được không. Chỗ này mình xây nó đi coi coi à, có thể ngược lên, mình cứ xây ha. Ở đây mình xây lên ha, đưa qua. Không phải, không phải. Xây tâm này rất là cực nè bạn. Chỗ đó không phải. Chỗ này nó không thể nào nằm chỗ này được. Bởi vì nếu nó nằm vậy á, là nó có thể xây được luôn cục Rubik rồi. Nó phải nằm gì nè. Mình đoán mà, cái khối nó gì ha, cái khối nó gì nè, đó. Có thể cái khối nó gì đấy, vuông đây, thấy không? Rồi bây giờ mình xây từng cái tâm lại, tâm này không, đưa qua, lên lên, xây ra làm sao? Mình xây cái kiểu tâm này là xây kiểu gọi là đón mò nghe. Đây đây, để các bạn làm luôn. Bắt đầu mình so. Mình so coi nó có trúng chỗ nào không. Không trúng chỗ nào nữa nè. Đưa đằng sau lại. Xe thêm đất nữa. Không được này ha. Một nấc nữa. Không được, không được các bạn. Một đất nữa. Được rồi nè, không, đưa qua, ngay chóc, ngay xuống. Rồi, trả cái này về. Tuốt này bên đây chứ không được ha. Vậy là nó khớp ngay chỗ này nè, khó không? Nó khớp ngay chỗ này nè, khớp ngay cái đầu này,
khớp ngay cái đầu này mới được. Và lại khớp cái đầu này không, khó nhất cái khâu của bít này là nó hai cái tầng dưới á. Khớp này ok, đưa xuống, đưa qua ok không, khớp này không, khớp cái tâm này, khớp cái đầu này ok. Mình canh cái chỗ nào khớp á các bạn, cái tâm này á nó quay lên, cái trắng nó quay lên thì cái chỗ này nó sẽ quay xuống ha. Thì cái chỗ này nó quay lên đó, được qua quay lên đưa ra đằng sau ba viên. Nếu mà cái này cái tâm cái này quay lên á thì bây giờ phải quay xuống vậy, chút xíu qua mình quay ngược lên thì nó sẽ lên. Rất là dễ hư viên ha, ba viên này nè, nhớ nha. Từ từ các bạn, cái khâu này các bạn làm xong là nó muốn xong luôn cụ Rubik rồi đó. Ok, vô này ha. Cái này cũng vậy, mình để ý lúc đầu á, mình lấy cụ Rubik ra đừng có sơ tremble liền, cứ từ từ này không. Cái mặt này, cái viên này nó xây cái tam giác này nè, nó xây xuống, thì cái tam giác này nó xây lên, đó vậy đấy. Tại vì cái trục nó phải vậy các bạn, chứ nó không có cách gì mà nó một cái trục lên trục xuống mà nó bằng nhau được hết á, cùng xây lên xây xuống hết á, bởi vì sao bố trí trục được. Ui lên, ui lên vậy nè. Nhưng mà mình đưa cái đó qua mình quay xuống thì cái này giờ phải quay xuống, cái mặt này nè phải quay xuống không, quay xuống ha, đưa qua đưa xuống rất là khó khăn ha. Rồi vô ok không, cắt tâm vô này không, vô nè vô nè vô nè vô nè, rất là khó khăn. Quan trọng nhất là các bạn nhớ cái này vô các bạn chỉnh lại ngay vị trí nào các bạn phải nhớ à, hoặc không nhớ các bạn phải chỉnh lại. Lúc này mình phải chỉnh trước chứ vô mà mình quay búa xua các bạn còn rối nữa. Là phải làm có một cái điểm trụ nào đó ở cái chỗ này, cũng giống trên đây cũng có phải có một điểm trụ rồi đó. Bây giờ ta gờ ha, gờ coi nó bị gờ lên chỗ nào không, nếu mà nó gờ lên các bạn phải thay liền chứ không ấy hồi bạn làm đã trên đây cái hư trời. Up lên mình cắt clip đi để cái đoạn này để bằng riêng ok. Bây giờ chúng ta bỏ những cái viên cạnh xuống, bỏ bên cạnh xuống ha, thì cũng đưa ra cái chỗ cạnh này nè, chỗ nào cũng được ha, sao cho nó xây được ha. Nhá xuống này, cái này xuống nè, xuống được, cái này bị gờ lên nè, không được. Cái viên dưới đây á, những cái viên dưới đây á, thường nó hai mặt ha. Đưa qua đây thử bên trái xong thử bên phải có được không, không được nè. Qua bên này thử bên trái vô nè, vô nè không, bên xuôi đó, vậy đó. Giờ đưa viên này xuống đây, U R U phẩy R phẩy xuống 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 lên là công thức á. Mà mình đọc vậy thôi. Rồi vô ha, bây giờ còn một viên hai mặt viên bự á, ở dưới đây là toàn bộ là viên bự à, để ý ha, khi mà chơi chơi gót rồi phải để ý nha, cần ghi giấy lại chứ các bạn chơi hồi các bạn phá ra các bạn rất là khổ với nó, nhưng mà không sao, vui mà. Cứ từ từ làm, không được thì mai làm tiếp ok không. Đây đây có được không, vô nè, vô này ha, lên xuống bên này u r u phải r phải f r phải f phải. Đây công thức mình ghi trong cái link dưới ha, công thức 3x3 của mình á, còn bạn thích công thức nào làm công thức đó. Một viên hay một viên này ha, viên nào nãy sai rồi nè, không viên này đúng rồi nè, khớp bên này luôn rồi. Bây giờ tìm cái viên hai mặt nữa, viên này còn nó xuống bên đâu, xuống đây không, không xuống, không xuống luôn, còn bên này
xong xuống xuống này, viên này xuống này ha. U R U phẩy R phẩy F R phẩy F phẩy R ok không, còn một viên nữa. Viên này đúng rồi, đúng hết rồi ha. Ở viên này sai, nó ngược chiều, nó bị ngược chiều ha, moi nó lên. U R U phẩy R phẩy F R phẩy F phẩy R kia không à. Mình mong nếu mình có nhiều clip lắm các bạn, nhiều clip giải chuẩn xác ha, để tham khảo. Nước ngoài đã có nhiều khi mà tiếng Anh mình thấy tới 5-6 kinh nổi tiếng lận mà mình không có. U tại vì nhiều kinh đó, cái mình tham khảo có những phương pháp hay, những phương pháp mới ngắn giải chậm chậm để người ta nghiên cứu tìm hiểu, mình cũng rất là cần cái đó để mình rút ngắn những cái phương pháp của mình. Ví dụ một cái phương pháp 3x3 mà mình cần rút ngắn một chút xíu thôi là toàn bộ những cục ra 3x3 liên quan mình rút ngắn toàn bộ hết nào, rất là tiện không. Rồi cắt clip ở đây nha, còn sao? Tiếp tục tầng nắp nữa không. Bây giờ vậy nè, tầng nắp nó rất là khó, cũng không khó lắm nhưng mà nó có nhiều vấn đề. Mình thứ nhất là làm viên cạnh, xong làm viên góc sao ha, viên cạnh ha, viên cạnh vậy nè. Bây giờ mình đem cái này lật rồi nè, nó khớp với đây lật rồi nè ha. Nếu mình bắt đầu mình kiếm những viên này, mình so ha, so có chỗ nào nó khớp không, chỗ này nó khớp nè, viên này chỗ này cũng khớp nè, viên này cũng có chỗ khớp nè. Nghe là tất cả nó lật hết rồi. Nếu mà có những viên không khớp á, mình lật một cái đi ha. F U R U phải R phải F phải. Chút xíu nữa mà mình có một số viên mình không lật được là chứng tỏ là nó có trùng với những viên dưới đây. Mình rờ coi có bị gì không. Nếu nó gờ là chút xíu thôi là bị ha. Thấy không? Viên lật rồi, tại nó khớp đây chắc chắn lật rồi. Viên này chưa lật, viên này lật rồi nè. Còn viên này nằm chèm bẹp vậy, coi nó khớp vòng vòng, bạn so ha. Nó không khớp nè. So vòng vòng, coi nó dịnh vô được cái cạnh nào không. Không phải nè. Nó lầm lồi ra ngoài. Không phải ha. Viên này lật rồi. Với lại nó đứng lên nữa các bạn. Nó đứng lên vậy nè. Còn nằm chèm bẹp vậy là chưa lật. Cứ rất là khó nhìn ha. Từ từ mình nhìn không. Rồi. Đây. Chữ ăn lời đây ha. F U R U phải R phải. Có trường hợp á các bạn tưởng nó lật rồi. Thì các bạn cứ tưởng lật rồi không à. Vì nó đứng lên nè, ok nè, đứng lên hết rồi nè, nên nó chồm lên tới cái khúc này được. Còn hồi nãy có viên nằm tút dưới đây sao nó chồm lên được? Nó phải dính vô đây mới được ha. Rồi. Viên này dính đây nè, phải không? Thì khi mà có nhiều khi các bạn làm RU, R phẩy U, RU, R phẩy á, mấy cái viên này nó không có vô, nó cứ nằm chà bẹp ở dưới hoài là các bạn biết chưa có lật. Thì kiểm tra lại coi nó khớp với không, với mình nhìn coi nó có chồm lên sát sát đây không. Nếu nó nằm thụt ở dưới là nó chưa có lật ha. Lật thì dễ, lật như 3x3 ha. Bây giờ viên này khớp đây nè, làm ha, chỉnh cái cạnh này lại. R U R phẩy U R U U R phải. Ok. Có thể là mình làm xong á, ba cái viên này nó chưa có dính, nó cứ chạy vòng vòng thì mình làm tiếp tục, khi nào nó dính là gì nè. Ok ha. Yeah. Ok, bây giờ góc nó khó lắm các bạn. Giờ nhìn không, ở chỗ này á, bây giờ đưa cái khối lại nè, cái khối của nó là gì nè. Đó, cái khối nó là gì đó. Thì chỗ này á là
đây nè, không, cái chỗ này nó không có dính gì hết, nó không có dính với ai hết, thì nó là cái tam giác. Cái chỗ này cũng tam giác, chỗ này là hai cái viên bự này, không, đây vậy đó. Nhưng mà vấn đề là viên tam giác nào đó. Bây giờ cái viên này nằm đây có đúng chưa? Viên này là sai rồi nè, viên này nằm đây không đúng nè, đó, nằm đây sao đúng được, không, cái khối nó vậy mà, không, thì viên này nằm đây đúng này nè, chưa biết đúng hay không, viên này sai, hai viên này chưa biết viên nào là đúng để mình chỉnh theo công thức. Bây giờ mình đưa xuống, bây giờ mình không nhìn được, có thật khó nhìn nha. Cho nên mình làm R phẩy D phẩy RD tới khi nào mà cái viên này nó đúng thì nó là đúng, còn mấy nó sai không. Từ khi nào mình làm nó đúng á, mình làm luôn để nó bằng lại chỗ này, mình thử cái viên này mà R phẩy D phẩy R T tầng nha, D R phẩy D phẩy R T, hai lần là nó chung lên rồi đó, R phẩy D phẩy R D, nó chung lên là không phải nó nè, R phẩy D phẩy R D nó đó bạn. Mỗi lần làm hai lần các bạn ngừng lại, các bạn ngừng lại bạn coi phải nó nè, ok đúng chỗ rồi nè đó. Bây giờ đúng chỗ rồi ha, thì ba viên kia mình chỉnh bằng công thức nó sẽ vô luôn, đúng rồi ha. Bây giờ mình làm cho nó thầu lại chỗ này, R phẩy D phẩy R D, R phẩy D phẩy R D, thầu lại hết rồi không, ok nè. Rồi viên đúng rồi, để vị trí này y như 3 × 3 U R U phải L phải U L phải U phải L, viên đúng rồi, viên đúng rồi, đúng đúng, ok rồi. Viên này tam giác chui vô đây đúng rồi nè, đó cái trạng thái của cái cúc mình nó gì đó, nó gì đó ha, tam giác, tam giác hai cái viên như này rồi. Bây giờ mình lật hai người lên, hai lần nha, hai lần xong mình nhìn nha, không có gì phải dội ha. R phẩy D phẩy R D, R phẩy D phẩy R D. Các bạn làm 3-4 lần, 3 lần, 5 lần, cái viên lên không phải là nó, viên khác ở dưới đây cũng có viên giống hệt gì, nó lên nó gờ chút xíu à. R phẩy D phẩy R D nè, lên nè, nhưng mà không phải nó, viên khác, nó gờ nè, thấy không, gờ lên chút xíu à, g lên chút xíu thôi, làm thêm lần nữa thì nó lên á, R phẩy D phẩy R D, kề nó lên nè, qua đây R phẩy D phẩy R D, R phẩy D phẩy R D, xong ha. Cụ tôi biết rất là khó các bạn ha, rất là khó luôn. Những người đã chơi lâu năm hoặc là những người mới chơi đem cục Rubik ra đều rất là khó khăn đối với nó, bởi vì nó nhiều vấn đề quá, chủ yếu là các viên nó giống nhau quá, nhìn không có ra, phải có phương pháp nhìn, phương pháp làm trụ, ở trên đây phải có phương pháp làm trụ, ra nắp phải rờ, rờ cho nó láng bon như này mới được nè. Chọn dù ở đây cái tâm này nó có hở hở ra chút xíu, nếu bạn chọn góc này nó hở hở ra chút xíu nè, bên đây thì nó liền luôn, liền sẽ phải gờ lấy cái tay rờ, rờ cho nó bằng hết, nó không có gờ lên một miếng nào hết trơn á đó. Rồi cái góc này, cái tâm này rất là khó xây, nhưng mà bạn xây được, cứ từ từ xây. Mình nhớ một cái tâm này cũng được, mình không nhớ cũng không sao á, nếu mình đó là mình không có nhớ, mình xây ào cái mình chút xíu mình xây vô hà, nhưng mà mình đã làm cho các bạn coi, mình phải có gì đó để bạn trụ, các bạn nhớ chứ, mình làm kiểu mình đảo búa xua rồi các bạn cũng nhìn không ra. Đó là nên mình có cái gì đó trụ, các bạn phải nhớ cái gì đó trụ, sau này các bạn quen rồi rồi không còn trụ nữa, từ đó các bạn bập bập làm thôi. Lên trên nắp cũng vậy, không phải có cái trụ, ví dụ chỗ này hai viên này viên giống nhau quá, không biết viên nào là viên nào, cứ ngồi suy nghĩ, cứ làm R phải được phải R D. Viên cạnh này cũng vậy, ở viên cạnh phải so với cái đường dưới, và đồng thời là phải coi có nó tròn lên sát này không, thấy không. Rồi viên góc này nè rất là quan trọng nha, làm không cẩn thận nha, các bạn cứ đảo 4 viên góc này nó chạy lu sơ bu chạy hoài không vô,
Tại đâu có biết viên nào viên nào đâu. Viên này với viên này giống y chang. Viên này giống y nhang. Không phải bằng ghi giấy lại. Ghi giấy lại thì bạn thấy bằng diễn tả. Cái viên này là viên gì, không có cái tam giác, không có tam giác. Tam giác bự hơn chút xíu thì mất công lắm. Các bạn cứ đem xuống R' 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 coi nó có chung vô không. Hai chỗ này để xuống. Hai chỗ này là tam giác này, hai chỗ này là góc này. Ha. Nếu có viên góc chung vô thì kiểm tra. Nếu viên góc nó chung vô sai, mình tiếp tục mình làm chừng nào đúng thôi. Có viên đúng mình cũng thử bằng R phẩy D phẩy ra D cho nó đúng. Rồi mình đưa xuống từ từ. Ha. Rồi, ok. Cảm ơn các bạn đã xem nha. Cảm ơn rất là nhiều. Bye bye.